Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hỏi Định Viên TV. Ở clip hôm qua thì mình đã ném nốt một cái bao bóc Reset Master bóc Red 120 bóc và tiếp tục là chuẩn bị đến ngày 19 tháng 11 này, admin họ sẽ xóa toàn bộ số bóc Reset. Anh em nào còn thì anh em hãy ném nốt và họ sẽ chuyển sang một hình thức cầy mới và sẽ không có bóc Reset Master ở sau cái buổi update ngày 19 nữa. Vì vậy hôm nay thì mình còn một cái số bóc còn lại thì mình sẽ ném nốt để cho anh em coi xem là với những cái bóc Reset Master cuối cùng này thì nó có ăn thua gì, ném ra được những cái gì anh em nhá. Rồi ok, trước khi bắt đầu video thì mình lưu ý với những anh em mới chơi này, những cái bạn mà bán đồ trong game kiểu như thế này này, shop MU20 này, mua bán tất cả item sói ra mua qua Zalo 0931 .. đằng sau này này là mấy thằng lừa đảo hết anh em nhá. Tất cả các map nó đứng rất nhiều và nó bán đồ qua Zalo. Có những cái shop nó còn lừa cả tên Hoài Niệm Game TV của mình nữa để nó bán đồ. Như vậy thì một là anh em chuyển khoản qua và chuyển banh qua các kiểu với nó thì sẽ bị mất tiền hoàn toàn. Đó, mất tiền hoàn toàn anh em nhá. Nên là mình cảnh báo anh em trước khi bắt đầu video. Rồi ok, còn đâu kệ mọa nó đi, anh em mình đập bóc thôi. Ok thì đây, hôm qua thì ném hết và được anh em mua hộ rất nhiều bóc thì mình cũng mua bớt cho anh em rất là nhiều, cho nên là hôm nay thì vẫn còn được bình nhiêu bóc nữa thì mình sẽ cố gắng là ném nốt cho anh em coi. Hôm nay thì ném sẽ ném tổng hợp cả bóc đỏ, bóc hồng, bóc tím, bóc xanh, bóc NP, bóc green, cái gì là còn mình sẽ ném hết. Đó. Cho nên là anh em coi, bắt đầu coi video thì ủng hộ cho mình một nút like video nhá, một nút like video. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ cho Hoài Niệm Game TV. Rồi ok, bao này đầy rồi, ném bóc này nó rất là tốn bao cho nên là anh em hãy chuẩn bị. Đấy, cái số lượng dương nó thật là nhiều, chứ còn nếu anh em không có dương mà anh em ném qua các nhân vật thì mệt lắm. Bình thường mình ném một bao này nhanh nhanh thì phải mất khoảng 20 phút, còn đâu là chậm thì phải mất 30 phút, bởi vì cái thời gian bán đồ nó rất là lâu. Đấy, ok thì anh em ném được, muốn ném được bóc thì anh em phải để bóc ở ô đầu tiên trong hòm đồ trống. Tất cả các loại bóc ở trong away thì đều phải như vậy anh em nhá. Với bóc green này anh em sẽ ném được ra có 5% ném ra đồ PVP. Rồi ôi, biết ngay là sẽ ra đồ cùi mà. Mình sẽ phi hết những cái đồ cùi vào shop. Ok, được một cái cánh để tặng cho anh em nào cần nhá. Anh em nào cần thì cứ inbox. Nếu còn thì mình sẽ tặng lại cho anh em. Chứ những cái đồ này mình cũng không làm gì đâu. Rồi ok. Hôm trước ném một bao bóc đỏ toàn là cánh cũng được, không sao, để tặng anh em. Đó. Rồi ok, chân đều quá. Rồi một cái khiên hoàng đế. Bóc nào thì sẽ ném ra đồ PVP của con đế anh em nhé. Bóc đỏ thì sẽ ném ra đồ PVP của DK. Còn đâu bóc xanh, bóc NP thì sẽ ném ra đồ PVP của Soulmaster và MG. Còn bóc tím, bóc hồng này này, bóc pink này này thì sẽ ném được ra đồ PVP của em nhá. Anh em ném PVP của em này. Ép. Trời ơi. Tại sao nó lại có thể cùi bắp lên như vậy nhỉ? Rồi lại một cái khiên vô cùng cùi bắp. Trời, thôi bán shop gấp, không làm gì mấy cái đồ này cả. Mấy cái đồ mà rác quá này thì mình sẽ bán nó shop anh em nhá, không làm gì cả. Tiếp tục. Trời, quá xịn, vũ khí quá xịn. Rồi cánh rồi, thôi cứ cho mình cánh cũng được, cho mình cánh để mình cho anh em mới, cho anh em nào chưa có đồ anh em xin.
Khiên cho nó nút. Trời, sao nó cùi bắp dữ vậy? Đủ PVP đâu? Lại một cái khiên. Rồi khiên, khiên PSD, khiên nhìn khá đẹp. Không ném được anh em nhé. Đấy. Còn đồ là sẽ không thể ném được. Ok. Nó bị lag. Trời, một cái mã tấu. Hai bóc cuối cùng của loạt ném đầu tiên. Ok. Ok, ok, hai cái khiên PSD và hai cái cánh. Cũng rất là khắm bựa. Và trả ra cái gì cả. Ok, tiếp tục. Không sao, biết đâu là cờ bạc ăn nhau ở cái cuối. Đó. Biết đâu nửa dương còn lại này thì sẽ ném ra được khoảng 5-7 món PVP. Đúng không? Đúng anh em? Anh em mà thấy đúng thì cho xin một cái like video nhé. Ồ thế sao lại vẫn vậy ta? 17 đi. Ok. Anh em mình sẽ chuyển map một tí, sẽ lên Icarus. Mover Icarus. Lên trên này nghe nhạc cho nó vui. Lên trên này nghe nhạc cho nó vui tai. À, rồi ok. Bóc tiếp theo lại cái quần. Đây không phải là quần mà đây là váy sói. Trời ơi, quần áo vua. Váy. Trời ơi, cái gì vậy? Đồ rất là cùi bắp. Những cái đồ ném bóc này thì anh em đều có thể mặc được cho cả DK, F, Show, MG nhá. Mình cũng đang mong ngóng đến qua ngày 19 tháng 11 này xem là admin họ sẽ làm cái gì. Họ sẽ có trò gì mới để cho anh em mình chơi. Không cầy bóc nữa thì anh em dân cầy thì sẽ cầy cái gì? Anh em thử có ý kiến thì anh em hãy thử bình luận ở phía dưới xem là theo anh em thì anh em nghĩ là họ sẽ thay đổi cái gì? Và anh em mong muốn là họ sẽ thay đổi như thế nào để cho game có thể tốt hơn? Thì anh em hãy bình luận ở phía dưới của video nhé. Về cá nhân mình thì mình cũng có những cái suy nghĩ, đó là sẽ tạo ra một cái kiểu cái cuộc gì đó hoặc là một cái hoạt động. Ví dụ mình luôn mong muốn là sẽ có những cái hoạt động, ví dụ như là đi trao kết. Đấy, đi trao kết ấy, đi CC ấy, đấy là một cái hoạt động rất là hay đó. Trời, một cái gì ba tầng. Đi CC và sẽ được một cái đồ gì đó hoặc là một cái loại gì đó mà có thể bán được. À, thì anh em sẽ rất là chơi rất là vui. Cái hoạt động đấy anh em chơi rất là vui. Ngoài ra thì về việc là lâu lắm rồi mình chưa được nhận một con Dino Gold. Lâu lắm rồi mình chưa được nhận con Dino Gold này. Rất là đẹp. Ok, con này phải cất riêng đi. Con này phải cất riêng nhá. Con vàng chóe luôn. Rất là đẹp. Rất là đẹp. Hết gen khổ thế.
tiếp tục Ỷ Thiên đao, đao Ỷ Thiên. Một con sói vàng. Hai ngày ném bây giờ mới xuất hiện một con sói vàng. Đó. Hai ngày ném mới bắt đầu xuất hiện một con sói vàng anh em nhá. Rồi ok, mình lại cất con sói vàng này đi. À, tí khoe với anh em đây là con sói vàng ném một bóc ra. À, tiếp tục. Trời ơi, sao mà bùi bắp quá vậy? Ôi giời ơi, Blast. À, hy vọng là cái phiên bản cập nhật mới nó sẽ ra một số cái tính năng để anh em dân cầy có thể là nâng cái giá trị của những loại ngọc lông vũ cánh lên một tí. Rồi một cái cánh, một cái cánh anh em nhá, một một cái cánh. Ok, một cái cánh. Ok, một nửa bao đã ra đi. Một nửa bao đã ra đi, anh em hãy chờ tôi. Đó, tiếp tục. Ném tiếp cho anh em coi. Ủa lại hết gen này. Cho nó nhiều nhiều hơn tí. Còn khoảng hai đợt ném nó là sẽ hết. Còn khoảng hai đợt ném nó sẽ hết. 18 đi. Rồi, ôi trời ơi, sao mình ghét cái chùy này vậy. Từ ngày chơi MU giờ hình như chưa giờ mình cầm cái chùy luôn. Dìu 3 tầng. Cánh cấp 3, ok. Không biết là về sau này thì nó không còn bóc Reset Master này thì những cái cánh thì anh em sẽ phải kiếm ở đâu ra đây. Tôi cũng chưa biết admin họ sẽ làm cái gì. Vì hiện tại thì để kiếm ra những cánh full đấy thì chỉ có ném móc Reset Master mà ra thôi. Và mua ở webshop. Mà webshop thì đâu phải anh em nào cũng có Goldway để mua đâu. Mặc dù thì nó bán không đáng bao nhiêu cả. Nhưng mà anh em có Red thì anh em mình có thể đổi được bằng cánh. Sau này thì không có Red nữa. Và bóc sẽ bị xóa hết đi rồi thì lấy cái gì để đổi cánh. Lấy cái gì để đổi cánh? Anh em sẽ kiếm cánh ở đâu? Đó là một cái mà
là tung rời cực kỳ nhiều luôn đó. Trời, còn khoảng hơn chục bóc cuối cùng. Rồi lại đao quyền năng khiên Poseidon, khiên PSD, cái mũ vua. Hầu như anh em mới chơi thì anh em đều rất là thích tìm những cái bộ PSD và bộ vua để anh em chơi, vì những cái bộ đồ thì nó rất là rẻ. Trước đây thì nó chỉ có một bóc Reset Master là đã được một bộ rồi. Về sau này có thời điểm nó lên đắt thì là hai bóc thôi. Đấy là một trong số những cái đồ bóc gọi là ngon nhất, ngon nhất ở trong cái MU Away. Đồ ném bóc red mà anh em có thể mang đi PK rất là ok. Nó không hề yếu, nó không hề gọi là tồi tệ một tí nào cả. Ok, những bóc cuối cùng của Hoài Định Game TV trong series ném bóc và xin chào bóc Reset Master của MU. Xin chào. Bóc cuối cùng hãy cho tôi một con ngựa. Mình nói đùa vậy thôi, cái bóc này thì không ném ra được ngựa. Rồi lại cánh. Ok. Hãy cho tôi cánh. Rồi ok anh em. Vậy là tổng kết lại thì trong clip ngày hôm nay, buổi ném bóc hôm nay của mình thì một con sói vàng, một con sói vàng và một mớ bóc cũng như là đồ linh tinh, mớ bóc cũng như là đồ linh tinh thì cũng không có cái gì đặc sắc quá cả. Hy vọng nó sẽ được món đồ PVP nhưng mà cuối cùng thì cũng không được. Và ok, đó là những cái bóc Reset Master cuối cùng của MU Away của năm 2020, của năm 2021. Đấy, họ đã chính thức là cuối năm nay và ở thời điểm này họ đã dừng lại, không cho Reset Master nữa. Có thể là rất nhiều những cái cải tiến mới sẽ được ra mắt và có những cái tính năng mới hay ho hơn sẽ được dành cho anh em, và anh em hãy chú ý theo dõi và cũng như là cập nhật những tin tức mới nhất để không bị lỡ. Ok, anh em nào chưa đăng ký kênh của Hoài Niệm Game TV thì hãy giúp mình một nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới của video. Và video của mình hôm nay đến đây cũng đã dài rồi. Anh em hãy ủng hộ mình một nút like video này và bình luận ở phía dưới về ý kiến của anh em về những cái sự thay đổi sắp tới của MU Away nhé. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo của Hoài Niệm Game TV.